Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh của Huy Nha. Hôm nay thì sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà sổ hồng riêng gần khu đô thị 5 sao, cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng 2 km, và căn nhà này có diện tích là ngang 4m, dài 20m. Hướng của căn nhà là hướng tây, sổ hồng riêng có sẵn với giá rất là rẻ luôn, sổ hồng riêng luôn quý vị nha. Sau đây các anh chị cùng theo dõi căn nhà này và nhớ đăng ký kênh giúp Huy Nha. Và đây là mặt trước của căn nhà. Thì căn nhà này như mình đã nói là diện tích của căn nhà là ngang 4m, dài 20m. Ở dưới đất là mình có một phòng ngủ cho người lớn tuổi luôn nha. Nhà này thì xe hơi vô tới nhà luôn và có thể đậu trong nhà luôn quý chị nha. Một khu dân cư rất là đông đúc quý chị ạ. Đây, khu dân cư rất là đông ở đây. Và nó cách cái khu đô thị 5 sao của mình khoảng 1 cây số thôi nha. Đây, dân cư hai bên là đã rất là đông đúc, đường này là xe hơi vô tới nhà luôn. Thì căn nhà của bên Huy là hiện tại là xây mới luôn, hiện tại mình có tất cả là 3 căn ở đây. Và nhà thì gồm 1 trệt 1 lầu, đã bán 1 căn rồi, có dân về ở luôn rồi. Giá rất là rẻ luôn quý chị nha. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết hơn cho các anh chị xem căn nhà này nha. Đây là mặt trước của căn nhà này quý chị. Nhà này được thiết kế theo kiểu Vingroup quý chị ạ. Đằng trước của mình thì là có một lớp cửa sắt, hàng rào bảo vệ. Và ở đây các anh chị thấy là mình có đồng hồ nước này, nước là nước của thủy cục luôn các chị nha. Đây đồng hồ điện chính luôn nha. Và đồng hồ điện lực đó, đồng hồ điện lực của mình thì nằm ở ngoài kia. Nó nằm ở ngoài cột điện ngoài kia nha các chị, không phải nằm ở trước nhà đó. Mình là đồng hồ điện lực luôn, và ở đây là sổ riêng nha các chị. Đường xe hơi ra vô thoải mái luôn. Hiện tại thì bên mình có 2 căn như vậy. Đó, có 3 căn tổng cộng nhưng mà đã bán 2 căn rồi. Đây, diện tích của căn nhà là ngang 4m, sâu 20m. Thì cái sân trước nhà của mình là sân này là 4m. Sân này thì mình có thể đậu xe hơi vô thoải mái luôn quý vị ạ. Một chiếc xe 4 chỗ mình có thể đậu vô trong cái sân này. Thì ở trên là bên Huy đã làm mái tôn che rào chắn cẩn thận để mình quay những cái góc độ khác nhau cho anh chị xem cái sân này trước nha. Đây thì bên bên này là mình có vòi nước này. Rồi, ở đây thì trước nhà mình là có 2 cái cột rất là vững chắc, và mình đã làm cái song cửa rất là chắc chắn rồi. Ở trên này mình cũng làm những cái song sắt bảo vệ cho mình rồi, và đằng trước mình đã làm mái tôn đàng hoàng nha. Cách nhà thì bên mình cũng làm những cái song sắt để riêng tư cái chị, nhà bên cạnh không thể qua nhà mình được đó. Và đằng trước này thì bên mình lát những cái viên gạch nó màu đặc sắc hơn một chút. Đây cái chị đấy, màu đen tuyền rất là đẹp. Cửa trước nhà của chúng ta là đây, là trước khi vô phòng khách thì có một cái lớp cửa sắt, đây, khung này khung sắt và kính cường lực nha các chị. Và tiếp theo là khu vực của phòng khách nha các chị. Phòng khách này thì các chị thấy là từ ngoài cửa đi vô đó khoảng tầm 4m nha các chị. Và chiều ngang của căn nhà là 4m, chiều sâu là 20m. Đây là phòng khách nha các chị. Ở trên trần nhà là mình làm trần thạch cao, và các chị thấy là những cái chạm chỗ hoa văn này, cái gì thấy là mình đi một cái nét màu vàng rất là sang trọng nha. Đó, bên cạnh đó mình cũng tạo những cái đèn trang trí, đèn led để cho cái phòng khách nó đẹp hơn. Đây, rất là tuyệt vời nha. Rồi ở đây thì bên mình đặt CV điện này đó. Rồi ở dưới này thì khi mà lúc về các anh chị mua nhà này thì mình có thể làm thêm một cái tủ ở đây. Rồi bên này mình có thể đặt những cái tivi ở đây đó. Rồi từ phòng khách mình nhìn ra ngoài sân rất là thông thoáng này các chị. Ở đây thường xuyên có những người ta giao hàng, giao đồ vô được, rất là tiện lợi nha các chị. Đó, mình sẽ quay thêm một chút nữa là mình sẽ nói về giá của căn này luôn. Thì cái chiều cao của căn nhà này, chiều cao trần khoảng tầm 4m nha các chị. Đặc biệt ở đây thì có một cái phòng ngủ dành cho những người lớn tuổi ở đây. Đây, những người lớn tuổi mà không thích leo cầu thang thì bên mình đã thiết kế một cái phòng ngủ sẵn ở đây đó, cho những người lớn tuổi rất là phù hợp nha. Rồi còn phía này đây, các chị thấy là bên mình lên tường này, hai bên này lên khoảng tầm 1m2 rồi. Khu vực này là khu vực của nhà bếp thì cũng rất là rộng với chị. Nhà bếp này nó rộng, có chiều vô khoảng tầm 3m và chiều ngang là 4m.
Nhà bếp này khoảng tầm 12 mét vuông cái gì, ở trên là trần thạch cao, rất là đẹp, màu sắc rất đẹp cái gì. Tủ bếp của mình thì là làm bằng ván ép đã được xử lý nha. Và ở đây thì mình len tường lên là 1,5 mét. Đó. Và những cái mặt bếp này làm bằng đá hoa cương, màu đen rất là đẹp đó chị. Đó. Và ở đây thì mình có sẵn những cái ổ cắm này, rất là tiện lợi cho chúng ta sử dụng những cái thiết bị điện nha. Đấy. Tủ bếp, khu vực này thì mình có thể đặt một cái bàn ăn cho một gia đình khoảng tầm 6 thành viên là vô tư luôn. Rồi phía sau này thì mình có một cái sân sau, lối thoát hiểm cho căn nhà. Đây, ở trên này thì mình đã sử dụng là những cái tôn sáng để che chắn nước mưa nhưng mà vẫn lấy được ánh sáng của căn nhà. Chỗ này thì mình có một cái vòi nước để chúng ta tiện mà khi rửa đồ đó cái gì nhá. Còn cái ống này thì mình có thể thoát nước mưa ra ngoài này. Ở đây là nhà vệ sinh của tầng trệt của chúng ta. Ở nhà chúng ta thì gồm một trệt một lầu nhé. Đây nhà vệ sinh sử dụng vô tư luôn. Còn bây giờ mình sẽ xem cái căn nhà này đi từ trong ra ngoài như thế nào nhé. View rất đẹp. Và diện tích của căn nhà này thì nó khoảng là diện tích là 4x20 trên sổ nha. Và được công nhận hết luôn. Nó cách cái khu đô thị 5 sao chỉ khoảng tầm 1 km thôi nha các chị. Và nó cách chợ Bình Chánh là khoảng tầm 2 km. Đây cầu thang của chúng ta sinh lão bệnh tử sinh. Đó, thiết kế phong thủy nha. Bậc thang làm bằng đá hoa cương cũng rất là dễ thương. Và ở trên đây, đây là trên là lầu 1 của căn nhà. Ở đây là mình sử dụng đúc thiệt hết các chị nha. Rồi phía sau này các chị, phía sau này thì mình có thêm 2 phòng ngủ, đằng trước 1 phòng, phòng ngủ hoặc phòng thờ. Đây là phòng ngủ thứ nhất này. Phòng ngủ này cũng khoảng 12 mét vuông nha các chị. Trên là trần thạch cao này. Cửa này bằng khung sắt kính mờ. Còn đây là cái phòng ngủ thứ hai. Đây đằng sau này thì mình tất cả các cái phòng ngủ này khoảng tầm 12 mét vuông như vậy. Đằng sau này thì đây cái gì không bị vướng mồ mả nha. Đằng sau là ruộng này. Và dân cư xung quanh rất là đông đúc, không có bị mồ mả. Rồi, căn phòng mỗi căn phòng ngủ khoảng 12 mét vuông thôi. Và nó chung nhau một cái nhà vệ sinh ở phía trên này. Đây, nhà vệ sinh này cũng khá là rộng đó các chị ạ. Nhà vệ sinh này thì có chiều dài vô khoảng tầm 2,5 mét. Rồi, ở trên này có cái bồn nước, mình để trên bồn nước ở trên này nha. Đây có cái CB máy lạnh hay là. Rồi trần 4 mét các chị ạ. Trên đây thì có 3 phòng, thì có 2 phòng ngủ. Còn cái phòng này thì anh chị muốn làm phòng ngủ cũng được và phòng thờ cũng được. Tổng cộng là chúng ta là dưới đất có 1 phòng nha. Ở trên này có 3 phòng. Đây. Và đây là trần thạch cao rất là đẹp luôn. Long lanh luôn các chị. Và giá của căn này mình bật mí luôn. Chỉ có 2 tỷ 3 thôi các chị ạ. Hướng của căn nhà là hướng Tây, các chị thấy nắng này. Đang buổi chiều này khoảng tầm hơn 12 giờ là nắng nó sẽ chiếu vô nhà. Và nó sẽ phù hợp cho anh chị nào là thuộc cung là Tây tứ trạch, như là Tây Bắc, Tây Nam, rồi hướng Đông Bắc, hướng Tây. Đó thì những anh chị nào mà hợp hướng Tây thì có thể lựa chọn căn nhà này nha. Đó, còn anh chị nào mà không tin về hướng thì cũng không sao, mình ở đâu cũng được nha. Ở phương Tây người ta không có tin về hướng phong thủy gì đâu các chị nha, mà người ta vẫn giàu có đàng hoàng. Đó. Những người tin Chúa thì người ta cũng không chọn hướng đâu, nhà nào ok là ở thôi. Đó. Mình tin Chúa, mình không có tin vào hướng. Đây là đối diện là những cái căn nhà của hàng xóm các chị nhá. Đấy, dân cư xung quanh đông đúc. Không phải là hưu quạnh đâu các chị nhá, dân cư rất là đông đúc. Đây. Đấy, đèn thì có năng lượng mặt trời, đèn đường này, đó. Dân cư xung quanh rất là đông đúc. Đằng trước là mái tôn bảo vệ đàng hoàng. Đây là ban công. Rồi giá của căn này thì mình nhắc lại là giá của căn này là 2,3 tỷ. Và diện tích của căn nhà là ngang 4 mét, sâu 20 mét. Ở trên lầu 1 này thì có tổng cộng là 2 phòng, ở dưới đây một nhà vệ sinh, 2 phòng ngủ ở đây. Và phía trước này mình có thêm 1 phòng, thì ở đây mình có thể làm phòng thờ hoặc là làm phòng ngủ đều được. Anh chị nào muốn làm phòng gì cũng được nhé, không có quy định là phòng gì. Rồi ở cầu thang này các chị là đi theo phong thủy luôn. Nếu anh chị nào tin về phong thủy thì cầu thang này là sinh lão bệnh tử sinh, tổng cộng là có 21 bậc. Đó. Anh chị nào mà tin phong thủy thì mình cũng nói luôn.
Hướng của căn nhà là hướng Tây nha các chị. Thuộc anh chị nào thuộc mệnh Tây tứ trạch thì có thể lựa chọn căn nhà này. Còn anh chị nào không tin về hướng thì cũng không sao, hướng nào ở cũng được. Căn nhà quan trọng nhất là về vị trí có thuận tiện cho chúng ta hay không. Đó. Thứ hai là về sổ sách pháp lý có rõ ràng hay không, có sổ riêng hay không. Thì căn này là sổ riêng nha các chị, công chứng trong ngày luôn. Và thứ ba nữa là về giá cả có phù hợp với túi tiền của chúng ta hay không. Nhiều khi chúng ta thích một căn nhà rất là đẹp nhưng mà chúng ta không với tới, thì các anh chị đi xem rất là nhiều căn nhà nhưng mà cũng không mua được. Tại vì chúng ta đặt cái tham vọng hay là cái kỳ vọng của chúng ta quá cao so với túi tiền, so với cái mức tài chính của chúng ta, thì chúng ta sẽ không mua được. Thì với cái mức tài chính là 2 tỷ 3 cho một căn nhà diện tích là ngang 4 dài 20, có tổng cộng tới 4 phòng và nằm ngay gần khu đô thị 5 sao luôn nha các chị. Xe hơi vô tới nhà, xung quanh thì tiện ích là có chợ, trường học và khu công nghiệp đó, rất gần trung tâm Sài Gòn nữa. Từ đây về Sài Gòn, về Bến Thành là khoảng tầm 23 cây nha, về Bến Thành. Về Bến Thành là 23 cây và đi ra Trần Chánh là khoảng 2 cây nha các chị. Đó. Ở đây mình nói về những cái điều như là thứ nhất là về vị trí có thuận tiện chúng ta đi làm, rồi cho con cái đi học hay không, có phù hợp với công ăn việc làm chúng ta hay không. Và thứ hai là cái giá cả mình có phù hợp với căn nhà hay không. Đó. Nhiều khi chúng ta đặt cái kỳ vọng quá là cao trong khi cái túi tiền của chúng ta rất là thấp thì chúng ta không thể mà mua được hay là sở hữu được căn nhà đâu cái gì nhá. Cái thứ ba là pháp lý của căn nhà, thì căn nhà này đã có sổ hồng riêng rồi, các anh chị yên tâm nhá. Về mặt pháp lý là mình có sổ hồng riêng. Và thứ tư nên là tiện ích xung quanh. Đó, như là có phục vụ công ăn việc làm của chúng ta hay không, có phục vụ cho con cái của chúng ta hay không, về việc làm này, công ăn việc làm, trường học, đó, chợ, mua sắm đó, và các cái tiện ích như là bệnh viện vân 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 vân, và có an ninh hay không đó, và hàng xóm có tuyệt vời hay không. Đó là những cái điều mà chúng ta quan tâm khi chúng ta mua nhà. Thì căn nhà này hội tụ đầy đủ tất cả những cái yếu tố đó. Thứ nhất chúng ta có sổ riêng, thứ hai là về vị trí thì chúng ta gần khu đô thị 5 sao và xe hơi vô tới nhà luôn. Các cái tiện ích xung quanh như là chợ, trường học thì rất gần luôn cái gì nhá. Và về Bình Chánh, chợ Bình Chánh chỉ khoảng 2 km thôi, về Bình Tân khoảng tầm 10 km, về quận 5, quận 6 khoảng tầm 12-13 cây gì đó. Đó, cho nên là chúng ta muốn lựa chọn căn nhà như vậy với giá là 2 tỷ 3 một căn nhà mới, thì hãy liên lạc số điện thoại của mình và nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là lấm nút like để ủng hộ kênh cho mình nha, và theo dõi những video sắp tới. Ở đây video của mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.